Ok, hello, xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Thì hôm qua mấy anh em nhậu tức chiều tối say quá. Sáng giờ đi ăn sáng sớm cả nhà. Hôm nay nhà của em quý nhóm họ, nhưng mà nhóm họ thì sáng ai làm mình đi ăn sáng trước anh hai. Nồi cái bụng chứ đi là tính sao ha. Lâu lâu có dịp về Đồng Tháp cả nhà thì được quay gọn gọn cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn. Sáng hai anh em đi ăn sáng xong xíu về tính tiếp. Đi chợ ha, xíu về đi chợ. Cũng quý đi chợ mua đồ. Rồi bây giờ thì bác trai sẽ dắt cho mình đi kiếm ít cá lau kiến nha cả nhà. Giờ mình chạy dưới sông này hả bác? Trên đồng ha. Rồi bây giờ mình đi luôn. Xuống luôn anh hai ơi. Gan sao mở gì chứ? Dạ. Cái con gà trời chắc. Ơi qua ao lắm giỏi trời. Về miền Tây là phải ăn những món đồ đồng như gì hay ngon hơn thịt gà nữa hả? Kiếm có đồng kiến ngon dạ. Dạ biết làm ăn thì nó ngon, không đưa tay cho con trứng đồng ngon chiên trời ơi qua kéo một đi mười mấy ký mà kéo lắm. Rồi, giờ mình lên thôi. Nó cánh đồng miền Tây. Bên đây mát dữ ta. Bên đây lúa mới ấy à, mới chừng có gan. Giờ ông bác đang chuẩn bị chài, mình chài đây nha cả nhà. Wow, tròn. Quá trời luôn rồi. Tròn. Trở lên dính con. Úp dế. Đậm quá. Có. Quá bụt. Bà chị. Yeah. Quá bả. Cá ít. Cá lồng kiếm con không? Mình dậy chạy được 3 xuống 4 tỷ. Quá ít. Cũng có nè. Mấy con được nè, mấy con này ăn được rồi. Cái quần kia dậy bên kia. Mình đây quá bả. Mấy con này ăn được không anh em? Nhỏ quá nhỏ. Đây cả nhà. Wow. Con này nó chưa được bự nha. Bằng tay chưa à. Được bự. Xíu có con hàng khủng. Ủa, có làm bự giờ. Dính nè. Đó, thôi. Trời ơi. Ba con mình hết, lấy xô lên. Làm dính em buông mẹ ơi. Kéo đây bác. Nó không đâu. Trời ơi, con này nó cầm tay không luôn. Cái này ăn ngon nè. Dạ, cái này mới đúng rồi. Không, cái này nó đại đi, cái này có mấy con chưa được cầm tay nữa. Giờ không có cứ bắt anh. Cái to nè. Cái này ngon nè. Trời ơi. Bước ngon, cái này ngon nè. Quá ú luôn á. Con này ú. Yeah. Quá. Ngồi xa xa con đẩy một cái chân vô mình cũng thuận. Dạ không sao đâu bác. Ờ cả nhà ơi, con này cũng chưa bự nghe bác, nó chưa bự mấy ngày. Cầm tay bắt ghê ra. Con này bự hơn cầm tay mình tí rồi bác, nó chưa bự. Cá bắt cầm chân rồi nó lội bự. Dạ. Rồi cái xô này mình đựng chắc được chừng chục con cái đó hả? Ừ,
Dứt cá dính ba con cho má luôn. Cá bự quá đâm không nổi. Ổng mà đã đâm chắc dính chắc cả 5-6 kg. Có này là thấy giật giật đó. Có nó có con nè. Con gì đây? Con cái gì to à? Con cái gì đưa lưới ra ngoài. Cô Phi. Cô Phi, có không con luôn. Đó, ấy con cái gì bự vậy? Cá Phi. Cá Phi bự vậy? Cao kiếm luôn, có con Phi luôn. Đó, ngon lành cả nhà. Nè, cô Phi bằng bàn tay của mình nè. Wow. Bự quá. Đàng hoàng bác ơi, vẫn nhảy bác ơi. Con cô Phi đó dành giờ chiên rồi cũng ngon. Rồi thành quả đây cả nhà ơi, nãy giờ chắc cũng được 4 kg 5 kg rồi. Giờ mình vô mình ăn thôi. Có mấy con này quá trời bự luôn. Vô mình hấp xả các bác. Đó, mới đi giải rồi cả nhà. Cá bự không? Ô, quá đã. 4-5 kg á. Đặc sản của Đồng Tháp này cả nhà. Chiều chiều mình thưởng thức thử nha. Con này là con lía. Lía một tháng. Mời cả nhà nha, đây là cái món đặc sản hôm qua giờ được nhắc nè, cái con này là con lía một nắng nè cả nhà. Vậy là Đồng Tháp ăn thử này đó, giờ cha xanh mẹ đẻ chưa ăn luôn á, chưa ăn lần nào luôn. Cái vị nó ngoài hơi mặn mặn của một muối. Trắng thử. Đây để được lại cho cả nhà coi nha. Đó. Nó giống như nó bị tái vậy. Mặn mặn, cay cay. Mà nghe mùi của con hến này chúng còn sống đèn. Ngọt á. Lạ lạ. Cô dâu ăn thử đi. Ăn luôn cái vỏ luôn á. Ăn luôn cái vỏ luôn, con ốc miền Tây này ăn luôn cái vỏ là ngon lắm á. Cà vỏ gãy răng luôn. Nó ăn vỏ luôn kìa. Bộ nhăn nhăn mặt. Cá cha không biết ăn, biết ăn con hến. Con hến. Hến một nắng nè. Hết một nắng. Nó còn rất là sống, chi là sống này ở nhà nhưng mà ăn ở trong thì nó không có tanh mấy. Nó đầu trang hay tanh tanh giờ chỉ được để ăn được giờ chỉ là ăn biết rồi. Ăn biết rồi. Đó, bữa nay trời đâu có nắng. Ăn bác. Còn hơi sống là nó hơi tanh rồi. Nó hơi sống hay sao á? Nó gác lẫn. Dạ đúng rồi. Nó chín đang châm lửa để cho nồi cháo mình mau chín ha.
đang luộc mấy con gà ha anh chứ. Dở em coi. Ồ, vàng dữ rồi. Đây này gà vườn đó cả nha. Nóng rồi. Thôi lấy nước luộc gà nấu cháo luôn. Ok, chào các trai nha. Thì chiều nay á là cái nhóm họ của bên nhà ga nhà trai của em Quý, bên nhà của em Quý nha cả nhà. Thì hôm nay bên Đồng Tháp có đãi những món gì thì được xin chia sẻ lên cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Cả nhà mình thấy vui thì cho được xin một like để chúc phúc cho hai em. Giờ này mới có 5 giờ mấy à, đã họp trước rồi. Tôm luộc nha cả nhà. Gà vườn rất là ngon nha cả nhà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.